nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân Huỳnh Châu Kỳ nhập viện điều trị đến nay đã 3 ngày. Vết thương do rắn lục đuôi đỏ cắn đã trở nên như thế này. Diễn tiến bệnh nặng khiến anh Kỳ phải truyền huyết thanh kháng độc rắn. Còn bệnh nhân này cũng bị rắn lục đuôi đỏ tấn công và được người nhà chuyển lên đây từ tối qua 15 tháng 12. 7 sáng đi ra nằm cái chòi bên hông đó. Trong vách lá rắn nằm trong đó, rồi quơ cái tay là lên đây sau lưng nằm trong vách đó. Nhảy răng cắn đi qua cái sân trường này, dẫm phải nó này, cắn nó bị nó cắn nên chạy luôn ra ngoài cổng trường gọi bạn ra được trở lại bệnh viện. Theo thống kê của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, trong gần một năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận gần 800 bệnh nhân bị rắn cắn. Trong số đó, số ca bị rắn lục đuôi đỏ tấn công chiếm hơn một nửa. Những tháng cuối năm 2014 có thời điểm số người nhập viện do bị rắn cắn lên tới con số 90 người. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhận định điều này không có gì là bất thường. Đến tháng 5, tháng 6 thì số lượng nó tăng lên 57, 52 ca. Và đến tháng 10 thì nó tăng đột biến lên 90 ca. Và chúng ta biết rằng là những nó tăng đột biến lên như thế này thì chúng ta thấy nó có thể nó có liên quan đến thời tiết, vì những cái tháng này tháng mưa. Mà khi chúng ta biết là khi mà thời tiết nó thay đổi mưa xuống thì có thể rắn bắt đầu nó bò đi chỗ này chỗ kia thì nó có thể làm gia tăng đấy. Cái tỷ lệ nạn nhân bị rắn cắn lên. Cũng theo bác sĩ Trần Quang Bính, rắn lục đuôi đỏ tấn công người dân đã diễn ra từ nhiều tháng qua. Đây là loại rắn gây ra biến chứng chảy máu nhưng không gây nhiễm độc hệ thần kinh. Do đó, khi nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ tấn công, nếu biết sơ cứu đúng cách sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thường thì nếu mà trong khoảng 6 giờ đầu bệnh nhân đến đó, thì cái mức độ sưng nó chưa có nhiều. Và sau 6 giờ, thậm chí 1-2 ngày, có những bệnh nhân đến chúng tôi 1-2 ngày sau thì cái mức độ sưng nó rộng hơn. Tuy nhiên thì những trường hợp này đến trong những giai đoạn này thì cũng không có cái gì đáng ngại lắm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân bị rắn lục đuôi đỏ tấn công chủ yếu ở khu vực ngoại thành như Thủ Đức, Củ Chi, Bình Chánh. Trong mùa mưa này, người dân cần hết sức cẩn trọng với rắn lục đuôi đỏ. Đặc biệt, tránh việc sơ cứu sai cách, rạch nặng vết thương hoặc đắp những lá cỏ không rõ tác dụng. Điều này có thể khiến vết thương bị hoại tử và để lại những hậu quả khôn lường.